Đây là lời thật, truyền thật, viết ra từ điển của Thái Tử với 513 câu và đã có tịnh ý ơn trên lộ cơ. Riêng cá nhân Thái Tử không hề tự cao, tự mãn. A-di-đà Phật. Điển thi kệ truyện. Đầu xuân Đinh Dậu mở đàn, giáng cơ mở đạo, thiên tâm cứu đời. Đường cơ long hổ cơ trời, từ năm 78 đến giờ lộ ra. 800 năm mới một kỳ, đại hội chư thánh tại đồi Long Sơn. Kính thiên mẹ chiếu cho con, khi con còn tuổi 15 cơ hàn. Bây giờ con đã năm tròn, kính thiên mẹ chiếu dẫn đường con đi. Một đời gian khổ mong gì, con nào có biết con là con thiên. Đầu tiên vừa mới ra đời, mảnh vải không có, mái nhà cũng không. Kinh làng thứ bảy U Minh, mang con 9 tháng ruộng nương ngoài đồng. Mẹ Trần mang bụng tháng gần, xóm làng năm đó bom trời đạn rơi. Tay bồng tay nách đùm đề, 10 ngày là trẻ ra đời không nơi. Trên đường chạy giặc hướng thành, từ quê ra chợ tạm nơi mái trường. An Hòa kinh cục đầu voi, sanh ra nơi đó giữa trời mái hiên. 65 tiếng khóc đầu tiên, không tiền không thuốc với bà mụ quê. Bột mì bột bích chi nâu, làm gì có sữa để cho đói lòng. Một tuần mẹ phải gánh gồng, để mà kiếm bạc năm con dại khờ. Trời xanh cây cỏ xanh voi, vậy mà cũng lớn như trâu ngoài đồng. Thoáng qua 10 tuổi hồng trần, 75 giải phóng nắng mưa ngoài đồng. Mỹ Lâm đất mới nương trồng, sớm chiều cày cấy lưng còng tay chai. Nhiều đêm nước mắt chảy dài, một mình đồng vắng chòi chanh gió gào. Ngày ngày câu cá bờ ao, đem về cho mẹ bữa cơm đậm đà. Chị em thì có 12, ai ai cũng được mẹ cha cưng chiều. Riêng mình bữa đói cơm thừa, ngủ hiên, ngủ sạp, ngủ mưa, ngủ trời. Đến năm 79 rời nhà, lên thuyền vượt biển mãi xa quê nghèo. Hai đêm sóng bão ghe treo, mọi người khóc thảm không mong sống còn. Thuyền đông bão lớn ghe con, trăm phần chết chắc tiếng kêu thảm sầu. Cha con chồng vợ khóc nhầu, người thì niệm Phật, kẻ thì Amen. Nhìn lên trời tối đen sầm, hai tay khấn lạy Quan Âm cứu nàng. Ban đêm trời tối mơ màng, thấy mẹ hiện xuống sóng tan sáng ngời. Ngày sau máy nổ tạnh trời, Thái Lan trực chỉ ai mà ngờ đâu. Cướp biển hiếp giết vàng thâu, 7 lần bị hại ghe thì lênh đênh. Xong thì chúng đụng cho chìm, mỗi lần thì sóng dâng lên trượt bè. Hụp rồi chúng lại quay ghe, một lòng muốn giết 46 người. Mạng người thua hẳn con ruồi, mấy thằng hải tặc xâm đầu tới chân. Hình Phật trước ngực sau lưng, tâm kia là quỷ làm điều vô nhân. Nực cười cho lũ ác thần, làm điều tội lỗi lại rồi thắp nhang. Giấy nào tả hết cảnh nàn, muôn trùng nạn khổ, khổ nào khổ hơn.
7 ngày thì thấy rạng mờ, đặt chân xuống đất mới hay mình còn. Đói lòng cháo lỏng nồi con, bụng ai cũng đói không còn ý chi. Sắp hàng xin cháo mỗi khi, người ta dành đổ phỏng bàn tay thon. Phòng tay lỡ loét dòi con, nhiều ngày đau nhức giấc nào được an. Làm gì mà có thuốc thang, hạt đường chẳng có mà mang bệnh nàn. Tuổi thơ tuổi dại tuổi mơ màng, rong chơi đùa giỡn ăn hàng nguy ca. Thương em rồi lại thương ta, cưu mang đùm bọc thằng em dại khờ. Nghi xuân tấn lực không bờ, thân như bèo bọt khổ trong đau ngoài. Lên bờ chẳng có đồ thay, tắm xong đi nắng đi hoài chờ khô. Một bộ mấy tháng mặc hoài, không tiền tiếp tế không người nào lo. 8 tháng ở trại sông La, Nam Dương tạm trú Ga Lăng đảo người. Bạn cùng khỉ sóc heo sừng, nhiều lần đi lạc lang thang giữa rừng. Khỉ đàn hàng vạn vây quanh, kêu thôi treo tréo âm thanh rợn người. 5 tháng rời khỏi Nam Dương, 81 được hưởng thiên đàng là đây. Lúc còn ở trại mong ngày, đi đâu cũng được miễn là định cư. Pháp Đức Thụy Sĩ ăn lê, làm gì mà hiểu ca ly đất vàng. Nơi này dụng võ người tài, định cư sang Mỹ ước mong vào trường. Jose quê mới quê nhờ, tiếng Mỹ ra dấu nương nhờ welfare. Sao phòng nhà nọ nhà kia, bỏ báo tự lập tự mình vươn lên. Lớp 8 tuổi thục lùi 2, hồn nhiên tuổi nhỏ là ngay lúc này. 5 giờ dậy sớm hằng ngày, cổ chồng bao báo nặng ghì đạp xe. Đạp quanh khu xóm nhà nhà, xong rồi đạp thẳng tới trường học luôn. Ken trường tan lớp đá banh, đá xong thì thả tà tà tán nai. Bây giờ mới thấy tương lai, tuy không cha mẹ, anh em cô gì, có tiền, có bạn, có thầy, mở ra đội bóng tên là Việt Nam. Đội này hành hiệp trị an, 75 kỳ thị mễ đen một đàn. Chúng nó hay hiếp làm càn, ỷ mình qua trước ghét người welfare. Con nghèo ai mướn thì kêu, dọn nhà đổ rác phụ người ra xe. Cây xăng hái trái làm thuê, đủ nghề đủ loại không chê thứ gì. Nuôi em rồi phải gửi về, lo cho cha mẹ chị em hơn 10. Lo hoài mà mãi hụt hoài, khi đi đại học không tiền ngủ xe. LA chốn lạ bon chen, không nơi chỗ ở không người thân quen. Không tiền không job không bạn bè, ngàn sao khách sạn một mao vuông đều. Làm gì mà có nước sen, mỗi lần đi tắm chỉ đầu ướt thôi. Thân mình khăn ướt lau đều, vậy mà hạnh phúc không lo mất gì. Phần ăn một buổi 3 đồng, cô ơi cháu khỏe, xin cơm trắng nhiều. Thế thì một buổi thành 2, dành tiền cho đám em khờ Việt Nam. Mẹ cha căn bệnh khổ nàn, lo chùa lo chúng tăng ni mọi người. Đến năm 1990, ra trường về lại Jose quê nhà. Xe cùi cà rụt
Cà Tèn, 300 mà chạy hơn vài ngàn mai. Nửa đường nó lại hư hoài, vậy mà cũng sống không phiền một ai. Anh thì thất bại mất tài, không tiền mua sữa, không nhà, không nơi. Đi làm ba job đủ nghề, Việt Nam rồi Mỹ tội cho xác phàm. Đến năm 1992, cưới vợ lần đầu bể khổ trần ai. Không tiền mà đãi nhà hàng, bao thư quà cáp xé ngay tại bàn. 9 tháng bé gái khỉnh ngoan, ai đâu nỡ ẵm con đi theo chàng. Đau như khúc ruột chặt ngàn, chán đời đi mở KNT bớt sầu. Lần đầu vốn liếng thẻ cà, 10.000 lập nghiệp đến ngày hôm nay. Đời trai không cậy nương ai, ngày đêm mài miệt ngủ thời hai canh. Riết rồi lại cũng thành quen, thương trường sóng gió nhiều phen dập dìu. Dìu rơi chờ gió lại thả dìu, dìu bay lại rớt cứ liều mà đi. Chí thành đắc được lòng trì, cơ xưởng tự chủ không làm công ai. Tình duyên nhiều quá chuân chuyên, 3 lần lui tới 3 con lần đầu. 2009 não sầu, đọc thư ly biệt máu đầu nghẽn thông. Cũng vì khát đạo lòng tin, bên tin nhân quả bên thì Chúa tha. Nghiệp trần cùng lúc đổ ra, thân mang bệnh nặng xưởng thua lỗ tiền. Vợ cùng thằng mễ giành quyền, mang về cua đực xé tan xác chồng. Tai biến 9 chết 1 còn, 3 con mất tích tìm hoài không ra. Cái nhà nay thể nhà ma, nhền nhện giăng đặc tiếng đàn lạnh tanh. Cơm chiều nước mắt trang canh, chay trường rau cháo nước tương hằng ngày. Làm công mà lại phản thầy, đoạt vợ của thầy rồi lại trèo cao. Muốn tiền tôi đã đưa tiền, muốn ngừng ở đó lại còn xác tôi. Hại tôi muôn kiểu chẳng thôi, vợ thì nó lấy, tiền tôi nó xài. Lại rồi mở hãng tranh tài, 8 bề thọ địch cổng con trên mình. Đứa lớn 17 dậy thì, đứa giữa 14, đứa thì 13. Tuổi này là tuổi vỗ về, như trứng gà ấp sắp thì nở ra. Vậy mà bão tố phong ba, nở ôm 3 trẻ nhảy đùng xuống sông. Mạnh ai biết lội thì mong, cầu trên gia hộ chứng con lòng thành. Nghiệp trần cùng xả 1 lần, giờ đây mới biết chúng là yêu tinh. Rết bò đội lốt hình người, xích long cho biết tôi thời hỡi ôi. Ngày ngày niệm Phật khấn trời, khi tôi thành Phật đầu tiên tôi độ bà. Xuống trần học nếm mùi trần, muôn trùng vạn khổ đắng cay ngọt bùi. Nghĩ đời cũng thật tức cười, Phụng Hoàng không thích đi làm gà con. Nhờ trời Phật độ kiếp nàng, chỉ nhờ tập khí dẫn đường mà đi. Khổ trần chẳng thiếu thứ chi, tâm thiên vẫn sáng tâm lành mẹ ban. Lập chùa tạo núi đền vàng, hướng đường cứu độ muôn người lợi an. Lập chùa ngay ở chỗ làm, chịu bao tai tiếng năm đầu khổ tai. 2008 ra đời, Phật đường cứu giúp độ muôn tín đồ. Duyên thầy chỉ được vài trăng, tu hành không thấy chỉ toàn lợi danh. Duyên lành lại gặp cao tăng, mở lòng hà hải trụ trì dạy lo. Freeman chùa lớn tượng to,
mỗi lần quy tụ có hơn ngàn người. Ngày đầu vất vả tầm sư, biết chùa Nguyên Đạt có tăng đại tài, vậy mà bỏ bếp nấu ăn, đồng từ bà má Liễu Nghiêm cầu về. Giống như Lưu Bị ba lần, Khổng Minh xuống núi An Bang thục triều. Bây giờ nhớ lại mà vui, 8 năm thấm thoát, người đi người còn. Đời tôi nửa đạo nửa đời, khác nào nước lửa bỏ chung một bình. Nhưng nhờ Phật dạy làm thinh, chúng sanh tâm nhiễm, tâm thiên con hòa. Chiều khổ mới khỏi kỳ ba, tiếng thơm tiếng xấu cũng đều qua mau. Lời thề năm cũ trước tòa, đến năm con trẻ thành người tự lo. Thề là trọn kiếp tu trì, ăn chay niệm Phật, sớm trưa ngồi thiền. Nghĩ rằng sẽ sống như tiên, không lo gì mất, không còn nợ duyên. Đồng hồ vàng của để riêng, mang ra cúng hết, gieo duyên tăng già. Tâm thiên không thích giữ tiền, nhiều người không hiểu, tưởng đâu mình giàu. Ai ngờ sét đánh lần hai, Thủy Long công chúa cùng con thiên hoàng. 2 năm nàng đã hạ sanh, bé gái kháu khỉnh phi phàm đẹp xinh. Ơn trên sắp xếp lịch trình, 2 tuần biết nói thật là ngộ ghê. Năm sau kế tiếp bụng bề, anh tài nhập thế để mà độ sanh. 2014 lộ hình, tôi đây thiên tử ngỡ ngàng không tin. Cơ về lần mới chỉ rành, thánh mẫu Liễu Hạnh đọc lời lệnh thiên. Lại còn thêm đức Phật thầy, thánh quân Lê Duyệt ân sư Phật Hoàng. Mỗi năm cơ dạy hàng hàng, bác khuya bác mị bố thê Phan Nhì. Nhiều điều bí ẩn ly kỳ, lúc đầu lờ lợ nửa ngờ nửa tin. Dần dần khảo nghiệm chính mình, thay hồn đổi xác không còn như xưa. Điển trên cha mẹ cho vừa, bảo vệ thân xác để mà hành an. Ấy là hữu phước trời ban, trong mây có rủi, rủi ngờ đâu may. Ngày mà vợ bỏ theo trai, sáng vào bệnh viện thanh vào trượt ra. Máu kia thay mới thanh hòa, bao nhiêu điều lạ xảy ra diệu kỳ. Vu vơ nhớ nghĩ về thiên, trong lòng vui nhộn khi nhìn bức tranh. Mẹ cha ở tọa đài xanh, huynh đệ tỷ muội được 2-4 người. Vậy là mẹ tỏ lòng con, chân dung bút điển họa hình con vui. Mẹ ban xích tử hộ mình, bạch long rồi cũng hiện hình trên không. Ứng câu của lão tiên ông, xích tử ra đời quốc thới bình an. Ấy là phước đức Việt Nam, nước Mỹ được hưởng bởi nhờ tạm dung. Động đất đại họa Kali, hạn hán không nước ruộng đồng trống không. Tôi ngồi tâm sự xích long, Kali là đất có công sát phạm. Xin Ngài cứu giúp vạn ngàn, xích long thông cảm chỉ bày cho tôi. Bảo tôi cầu khấn mẫu hoàng, cùng xin thân phụ mới qua nạn trời. Thế là cha mẹ hồi dời, tâm thiên con động lòng trời vị tha. Thiên đình sai xuống hoàng long, Kali động đất hạn trời giảm đi. Thiên long ẩn trốn non kề, tứ linh ngọn núi nào ai biết gì. Biết bao màu nhiệm ly kỳ, 18 la hán thật là ở đây. Chư thiên về tụ đông đầy, Bồ Tát cùng Phật thoạt đi thoạt về.
Long thần hộ pháp chỉnh ghê, thiên vương tứ trụ trực ngay đêm ngày. Bồ đề sư tổ muốn về, thiên long để độ muôn người lợi dân. Sơn thần thổ địa ân cần, nhiều lúc mách bảo hộ trì đuổi ma. Lại còn bên chúa linh thiêng Peter ông thánh dặn tôi nhiều điều. Khu này dành chỗ phân riêng cho con công giáo hợp hòa cùng tu. Tôi than với chúa Giêsu, con cháu của ngài ngăn ngại không lên. Thế là ngài hứa ngài lo, lần sau ngồi định quá đông lạ người. Đến xin đền miếu hộ trì, ăn mặc như là thời đại vua tôi, xưng là tử đạo Việt Nam. Hôm đó tôi hứa hân hoan làm liền. Đất thiên tìm chủ hợp tình, đột nhiên người tới đem trao cho mình. Đất lành phong cảnh hữu tình, sau này mới biết để dành độ sanh. Ngày ngày sớm tối ngồi thiền, ơn trên chỉ dạy mỗi lời đều ghi. Có khi ngủ thiếp hồn đi, nửa đường gặp Phật con nè đi đâu. Xòe tay Phật bảo quỳ tâu, Phật ơi sanh chúng trắng đen không tường. Phật ban lời pháp vô thường, tâm thiên con nhẫn có trời độ ban. Xuống trần phải khổ độ sanh, Phật ban đào ngọt không xong không về. Giật mình tỉnh giấc ê chề, chúng sanh cứng cổ rất nhiều ngại ngăn. Thời ba mạt pháp Sa Tăng, con cháu của nó giả làm tăng ni. Tề thiên hai khỉ đường tăng, cả thầy cũng chịu ai là giả chân. Đạo thiên cờ lệnh phụ hoàng, tôi nào có phải là người ham đâu. Chỉ truyền lời đạt mẹ trao, cũng là đệ tử Thích Ca đạo màu. Chưa tu mà lại dẫn đầu, chỉ vì sứ mệnh Phật trời ban giao. Năm đầu phải chịu lao đao, từ từ phủ điển hoàng cầu mẹ lo. Điển thiên hà bút gieo duyên, ơn trên thỉnh ý lộ cơ giúp đời. Sắc trần bị phá nhiều lần, thiên ma kéo đến mây đen tối trời. Tà long rồi cũng sân lòng, mấy lần hồn cũng sắp lìa khỏi thân. Xích long thiên tướng mẹ ban, cứu nguy hộ giá mây tan đẹp trời. Lại còn gặp ổ hồ ly, đội lốt hình người thân nữ đẹp xinh. Cứu trợ từ thiện hội đình, cộng đồng gây quỹ chùa thầy nó lo. Đầu thai tướng mặt bề ngoài, giọng em dịu ngọt mặt hiền khó tin. Chờ khi gặp chủ nhiều kho, bỏ bùa bỏ ngải giết người ai hay. Xác phàm xém chết gan tay, mẹ trời giải nạn bảo toàn xác con. Năm ngoái ngày 9 tháng giêng, Long Hoa Đại Hội khai ra lần đầu. Thiên đình Đông Bắc cổng trời, mở ra lần trước hơn 10.000 năm. Rồng phụng bay lượn mây tầng, đúng như lời sấm nhân gian loan truyền. Tứ bề mây hạ ngẫu nhiên, bầu trời hôm ấy đủ màu như tranh. Khi xong lễ hội ngày sau, ghé chơi dinh cầu ngắm nhìn biển xa. Buồn mồm đọc chú vãng sanh, ngày sau phú quốc hải sâm nổi bèo. Hàng ngàn hàng vạn trôi bờ, dân chài hôm đó không công lợi nhiều. Xong rồi về lại Vĩnh Thông, ngồi ăn ngoài đồng đàn vịt bu quanh. Tội cho loài thú đọa hình, xác xanh tôm tép làm tôi động lòng. Quen mồm mấy chữ đà gia, rời khỏi nơi đó mấy giờ điện kêu. Em tôi hoảng hốt lêu mêu, 500 con vịt
ngã đùng chết queo. Chủ vịt khóc não buồn theo, chỉ tôi biết được miệng này thật linh. Sắp về còn lại vài nghìn, móc ra cho hết mong anh đổi nghề. Hôm sau trực thẳng Sài Gòn, lang thang Nguyễn Huệ thật là văn minh. Nước Việt yêu mến đẹp xinh, thấy tượng chứa ngại dậm chân ba lần. Thiên binh thiên tướng hiện hình, chờ nghe lệnh bảo thi hành không sai. Khi về tới Mỹ vài ngày, đi chùa Quan Đế cùng ngài đổi trao. Tỏ bày cùng với thánh cao, ông vua nước lớn chớ dòm nước Nam. Hoàng trường hai thổ đảo ta, ta con thiên thượng xuống đây thâu về. Ngày đầu khởi thủy địa cầu, An Nam là nước tổ tiên loài người. Con thiên khai sáng hạ miền, khi đi tìm thực để con ở nhà. Thú dữ đến cắp ăn con, tiên yêu hợp chủng thành ra chánh tà. Nên nay sanh chúng không hòa, lúc thì làm thiện lúc thì sân si. Mẹ trời hà hải từ bi, chỉ mong dạy dỗ tâm thiên quay đầu. Màn ba nhiều quỷ nhiều ma, Phật tiên Bồ Tát sống chung với phàm. Mong sao lời thật tỏ trình, hữu duyên hữu phước giật mình lo tu. Xuống trần không phải mình tôi, có thiên có địa có nhân có hoàng. Nhân hoàng lo việc dân no, địa hoàng lo việc công trình cho dân. Thiên hoàng lo việc đạo trời, nhị huynh thập đệ hiện thời bên kia. Cơ trời không dám lộ nhiều, tam hoàng hội ngộ lập đời thượng lai. 12 huynh đệ thay nhau, cha sai mẹ bảo đi vào thế gian. Cứu đời nhiều kiếp nhiều màn, màn nào cũng để danh thơm truyền kỳ. Có khi thì đóng vai vua, có khi thì đóng doanh nhân giúp nghèo. Trăm năm một kiếp bọt bèo, khác nào như thể vai tuồng cải lương. Riêng tôi nhiều kiếp chuyển dời, lúc làm Ấn Độ, lúc làm người Anh. Có kiếp tôi dạy dân lành, trồng cây hạt lúa to bằng dừa khô. Có lần đi dạo thủy cung, sư huynh làm bể Ngọc Châu Long Đình. Nhiều ngàn năm trước không chìm, phân tài thua đủ con trai thủy tề. Nên nay sanh chúng nạn chìm, thế là bị phạt đọa bồi lập công. Cho nên duyên nợ huyền long, thủy tề công chúa hôm nay cận kề. Quanh tôi nhiều chuyện ly kỳ, giống như phim truyện phong thần trụ vương. Vì nay đã hết hạ nguân, mẹ cha cho tỷ xuống phàm hộ tôi. Vô vi không tướng không hình, sống chung thế tục vậy mà ai hay. Tỷ tôi kể chuyện siêu nhiên, kể rằng thân phụ thạch thiên đá trời. Nổ ra hỗn độn sơ khai, vũ trụ lúc đó khí dương tra trời. Thạch thiên hình dấu thiên tâm, khí âm cùng mẹ tạo ra muôn loài. Tỷ tôi lên xuống thiên đình, mượn sổ sanh tử của ngài lão quân. Rồi về kể lại tôi nghe, muôn loài triệu kiếp hiện ra kính thần. Nhiều đời nhiều kiếp nhân sanh, rồi nay lại sắp phong thần bản hai. Nhiều người không hiểu nhị lai, ta đây người Mỹ ngươi thì Việt Nam. Thế là kỳ thị rõ ràng, đồ ngon ta giựt đồ thừa ngươi ăn. Thiên đình kho báu để dành, cứu dân độ thế vậy mà nó ghen. Lần này lần nọ mưu hèn, ta bà sanh chúng tranh tham đọa đầy. Sau này hàng vạn hàng ngàn,
một giây tỉnh giấc quay đầu Phật vui. Nhiều người ngỡ Phật xa đâu, nào ai có biết Phật trời sát bên. Lệnh thiên luôn nhớ để trên, hằng ngày tiếp thị mỗi khi thi hành. Chỉ buồn bạn đạo chưa rành, chỉ bày sự thật để mong phụ mình. Vậy mà họ cứ làm thinh, không tin còn nói đồ khùng đồ điên. Điên nên không biết xài tiền, bao nhiêu cũng bỏ ra cho lợi người. Lợi danh thề trước Phật trời, xác phàm cũng nguyện không hề nghĩ riêng. Ước nguyện trọn kiếp tâm thiên, không màng danh lợi, không ham sắc trần. Một lòng cùng với cô tiên, trọn đời phu phụ, độ sanh cứu người. Mong sao bá tánh đời đời, cùng thuyền vượt biển về lên cõi trời. Nửa đêm lời kệ giật mình, điển thiên hạ bút 500 câu đầu. Viết ra câu chuyện kỳ sầu, để cho sanh chúng quay đầu tâm thiên. Bây giờ xin hẹn lần nhì, nhiều chuyện ly kỳ ai muốn nghe không? A-di-đà-phật. San Jose, Cali, ngày 8 tháng 2 âm lịch năm Đinh Dậu, nhằm ngày 5 tháng 3 năm 2017.